họ vác con trai, nghĩa là gieo nhân tu hành. Tu hành trong đạo Phật có hai đường tu, một là tu theo đại thừa, hai là tu theo tiểu thừa. Để cho dễ hiểu á, thì tu theo đại thừa, cái đó là phân biệt tạm thời cho dễ hiểu, là tu tại gia. Tu theo tiểu thừa là tu xuất gia, hay mình gieo tập tu cái nhân xuất gia, tức là mình tập tu hạnh tiểu thừa. Hạnh tiểu thừa kêu là hạnh thanh văn. Thanh văn có nghĩa là nghe âm thanh, tại vì các vị đệ tử của Đức Phật thời xưa, thời Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị đó đều nghe tiếng nói của Đức Phật mà quán sát, mà giác ngộ, mà thành A-la-hán, luôn luôn cũng như là đi theo Đức Phật, tháp tùng với Đức Phật để nghe Phật nói pháp, hay là gọi là thanh văn. Cái chữ thanh văn nó có cái ý nghĩa thanh là âm thanh, văn là lắng nghe, thì nó có ý nghĩa là ở gần, ở bên cạnh, cận kề. Còn Bồ Tát không có ở bên cạnh Đức Phật. Bồ Tát là tán ra, tàn ra khắp nơi. Tại vì theo hạnh thanh văn á, thì cái coi như cái điểm trọng tâm đó là Đức Phật, thành ra phải tụ về Đức Phật để nghe pháp. Còn cái hạnh thanh văn nó, cái trọng tâm á, nó là chúng sinh, thành ra các vị Bồ Tát đó phải tán ra khắp các nơi hết với chúng sinh, để sống chung với chúng sinh. Thì do vì cái lý lẽ đó, cái hạnh Bồ Tát nó khiến cho các vị Bồ Tát phần nhiều cũng đồng sự với chúng sinh. Đồng sự thì chúng sinh á, thì phần nhiều là tại gia hết, thành ra các Bồ Tát nhiều khi đồng sự cũng tại gia nữa. Thì đó là cái ý nghĩa đại khái như vậy. Thì hôm nay đây mình tu nhân xuất gia, nhưng mà thực ra mình là đời sống tại gia. Thì thông thường cái tu cái hành tiểu thừa, tuy rằng nó cũng rất là phức tạp, nhưng cái phức tạp nó không phải là cái khó hiểu. Tu hành tiểu thừa, tu hành thanh tịnh bản thân và tự tâm của mình. Thì bằng phương pháp nào mà làm sao cho mình được thanh tịnh? Thì cái thanh tịnh đầu tiên hơn hết đối với bản thân thân tâm của mình á, là mình phải xuất gia. Bởi vì đời sống tại gia là đời sống bất tịnh. Đầu tiên hết là gia đình, có vợ có con. Sau đó nữa là tất cả các phiền não khác, tham sân si thì nó khác nữa của đời sống nữa. Thành ra đời sống tại gia, đời sống bất tịnh, thành ra cái bước đầu của hạnh tiểu thừa thanh văn á, xuất gia. Thì xuất gia như vậy rồi thì coi như là cái hình tướng bên ngoài của mình á, là thanh tịnh, nó không có đụng chạm đến đời sống gia đình nữa, với đời sống thế gian nữa, không đụng chạm đến tiền tài danh vọng, đến ăn ngủ hưởng thụ theo lối thế gian nữa, và coi như là mình đã khép cái thân mình vào đời sống thanh tịnh. Thứ hai nữa, mình phải khép cái khẩu của mình vào đời sống thanh tịnh, với lại cái ý của mình vào đời sống thanh tịnh bằng thiền định và giới luật. Thành ra tuy rằng thiền định giới luật nó cũng rất phức tạp, nhưng mà nó không có cái gì gọi là khó hiểu cho mình. Bởi vì đó nó chỉ mục tiêu là để thanh tịnh mình thôi, làm cho mình trong sạch. Thì trong sạch cho đến mức độ mà dứt hết tất cả phiền não, cả trong cả ngoài, thân tâm mình nó hoàn toàn trong sáng thanh, không còn một chút gì phiền não nữa, thì lúc đó coi như là mình thành A-la-hán. Nghĩa là nó trong sạch đến cái mức độ là không có thể bị ô nhiễm trở lại, không có thể nào cái gì làm ô nhiễm được nó, và không cái gì, không làm sao mà cái tâm nó bị ô nhiễm trở lại một lần nữa, thì cái đó gọi là A-la-hán. Vậy thì không có gì khó hiểu hết, cái tu theo lối thanh tịnh đó. Nhưng mà mình người tại gia cư sĩ nó còn có lối tu nữa, là lối tu của đại thừa. Thì lối tu này mới khó nói, mà khó diễn tả, mà rất là phức tạp. Thì xưa nay mình là Phật tử đại thừa, nhưng mà mình ít có bao giờ được nghe nói về pháp đại thừa, và cũng không có mấy người Phật tử có thể nói là hành được pháp đại thừa hay có được cái tinh thần của đại thừa. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ làm quen với pháp đại thừa xem ra làm sao.
Pháp Đại Thừa nó cũng giống như Pháp Thế Gian, nghĩa là nó sống trong sự liên hệ. Mình liên hệ với tất cả mọi người, trên có cha mẹ, bên cạnh có anh em, bạn bè, dưới có con cái, họ đủ thứ hết. Ở trong nó có sống trong tham sân si nữa. Tại mình sống trong danh vọng, mình sống trong tiền tài, mình sống trong tranh giành, mình sống trong tranh chấp. Đời sống thế gian là như vậy. Nhưng thay vì như là bên tiểu thừa là gạt bỏ cái đời sống thế gian ra, cho nó là bất tịnh gạt bỏ đi, thì những vị Bồ Tát nó lại sống hòa vào trong cái bất tịnh đó. Mà cái căn bản đó là hai cái làm căn bản để sống đời sống đó. Thứ nhất là trí huệ, thứ hai là từ bi. Cái trí huệ để thấy rõ được rằng là thực ra cái bất tịnh nó không thật có. Nếu nó thật có không bao giờ Bồ Tát sống đời sống đó hết. Thực ra cái bất tịnh nó không thật có, nó chỉ là như huyễn thôi. Nhờ trí huệ thấy rõ được luân hồi sinh tử phiền não nó như huyễn thôi, nên Bồ Tát không sợ phiền não. Đó điểm thứ nhất, không sợ phiền não rồi thì tại sao việc gì phải sống trong đó. Điểm thứ hai nữa, bởi vì Bồ Tát từ bi muốn cứu độ chúng sinh. Thế chúng sinh sống trong phiền não thì tham sân si nó hành hạ giày vò đau khổ đủ thứ hết, sinh tử chết lên chết xuống này nọ, rồi ra hết kiếp này kiếp khác là cứ phiền não cứ sinh ra. Nên Bồ Tát thấy chúng sinh không có được trí huệ để giải thoát được, thành ra Bồ Tát sẵn sàng sống trong thế gian, tức là sống trong cái vòng tham sân si phiền não. Thì đó là các vị đại Bồ Tát thấy ra được như vậy. Các vị đại Bồ Tát đó cũng như Đức Phật thấy ra được cái con đường mà giải thoát của ra khỏi thế gian này, đồng thời Đức Phật cũng thấy ra được cái con đường giải thoát ngay trong thế gian. Đức Phật mới dạy ra hai con đường. Thì cái con đường giải thoát ngay trong thế gian nó được dạy lại cho chúng ta, nhưng mà tôi đã nói trước rồi, tức là nó phức tạp, và khi mà chúng ta có thể muốn hành á, thấy nó cũng khó hành nữa. Hai cái nó có đều khó hành như nhau hết. Cái tu tập thanh tịnh nó cũng khó, mà cái kia nó cũng khó. Nghĩ đi nghĩ lại á, thì cái mà của Đại Thừa khó hơn. Bây giờ tôi tạm nói qua cho quý vị biết rằng là bên bên tiểu thừa á, thì cũng có các tầng bậc. Từ như chúng ta là Phật tử thì cái điểm hay nhất của người Phật tử trong tiểu thừa á, là cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo thôi. Và nếu mà muốn tinh tấn nữa thì thân cận gần gũi cúng dường, rồi muốn tinh tấn nữa thì xuất gia. Xuất gia rồi tinh tấn nữa, tu tập giới luật thiền định, thì bắt đầu chúng ta từ 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 bỏ dần dần phiền não đi. Từ đầu tiên hết phiền não về về cái chấp thấy, thấy có tôi, thấy có người, thấy có sống chết là có, người thấy là có linh hồn còn hoài, có người thấy chết là hết, bỏ đi hết những cái đó. Thì từ từ chúng ta mới đạt được cái quả đầu tiên đó, cái quả đó là quả tu đà hoàn. Và đó coi như là cái người nào mà đến được cái giai đoạn đó, tức là thanh tịnh về cái thấy, nhưng tâm thì nó vẫn còn tham sân si. Nhưng cái vị đấy thấy rõ là Phật Pháp là thanh tịnh là đúng nhất, và cái lòng tin của Phật Pháp nó vững chắc vô cùng, dù rằng tâm mình còn tham sân si, nhưng mà sẵn sàng bỏ cái tham sân si đó để mà theo đạo Pháp, mà coi như là không có thối chuyển trong đạo Pháp, trong cái lòng tin đó. Thì cái vị đó bởi vì còn tham sân si nên có thể bị đọa trở lại. Nhưng dù có đọa cho đến đâu đi chăng nữa thì cái vị, cái lòng tin vào Phật Pháp của cái vị đó nó vẫn vững chắc vô cùng. Thì cái đó là cái quả gọi là nhập lưu tu đà hoàn. Và từ đó cái vị đó bắt đầu sống, cái tâm thức của mình nó còn là thế tục, nhưng mà mình đi ngược lại nó, thành ra gọi là nghịch lưu. Cái quả đó vừa dự vào cái dòng dòng thánh của tiểu thừa mà vừa đi ngược lại thế gian, nhưng mà bởi vì tâm còn thế gian thì như ở đây chúng ta tâm cũng còn thế gian hết, nhưng chúng ta không đi ngược lại được cái tâm đó. Nhưng việc tu đà hoàn nó tâm cũng giống hệt chúng ta, nhưng đi ngược lại, mà đi ngược lại được mạnh mẽ, và dù cho có bị đọa đi chăng nữa không mất cái tâm đó. Như những vị mà xuất gia mà như mấy thầy ở đây ấy, nhiều khi bị đọa mất cái tâm đạo đi, có thể vì thối thất, có thể vì chán nản, có thể vì tự ti,
thấy như mình bị thấp kém, thấy mình bị thua thiệt, bị cái phiền não nó chi phối đi, mất đi. Nhưng mà cái vị mà đạt được tu đà hoàn rồi đó thì hoàn cảnh làm sao đi nữa, vị đó cũng đều thấy là đạo là trên hết và mình phải theo đạo. Còn nhiều khi mình bị cái nghiệp của quá khứ đó, nó mạnh quá đi và nó làm cho mình phải đọa, nhưng cái tâm hướng của mình đó, nó không có bị đọa, thì đó coi như là tu đà hoàn. Thì đạt đến trạng thái tu đà hoàn rồi mà nếu mà thân cận một vị Phật hay một vị A-la-hán đó, thì sẽ tiếp tục tiến lên tiến lên đến quả tư đà hàm. Thì nếu nếu mà cái người nào mà cho đến lúc mất đi á, vẫn ở trạng thái của đà hoàn á, thì vị đó sẽ còn tái sinh trở lại cái này, bởi vì vị đó chưa hết phiền não, thành ra vẫn sinh trở lại, vẫn bị tái sinh như thường. Thì sinh như vậy á, mà nếu mà đúng cái luật á, thì sinh như vậy để giảm bớt cái phiền não đi, chứ không phải sinh là để tăng lên. Thì vị tu đà hoàn, vị nào mà đắc tu đà hoàn á, chắc chắn nếu không có cái cực trọng nghiệp ở trong những cái kiếp trước ấy, thì vị đó sinh ra kiếp nào cũng xuất ra, cũng tu tập, cũng tiến bộ lên hết. Chứ còn quý vị không có thể nói chắc được là kiếp này mình xuất ra, kiếp sau mình xuất ra tiếp nữa. Điều đó không có chắc tí nào ấy. Phải bao giờ mình đắc quả tu đà hoàn ấy, thì sẽ tiến như vậy cho đến 7 đời, 7 lần xuất ra, 7 lần sinh tử. Thì nó giảm hết tất cả đi, tất cả những cái tham sân si. Tức là mình phải có một thời gian là 7 kiếp để tiêu diệt, để diệt trừ dần hết cái tham sân si. Thì lúc đó vị đó sẽ đắc quả A-la-hán. Còn nếu mà trong hiện kiếp này mà đắc quả tư đà hàm, tức là nếu mà người nào đắc tu đà hoàn rồi, rồi tiếp tục tu mà đắc tư đà hàm nữa, thì đắc tư đà hàm ấy, thì cái vị đó sẽ chỉ sinh lại cõi này, sẽ không sinh lại cõi này mà sinh sinh lại cõi này một lần thôi, sinh lại cõi này một lần duy nhất. Thì bởi vì tại sao? Bởi vì vị đó chưa có trừ diệt được hết cả những cái tham sân si, nó còn một phần rất nhỏ nhưng nó vẫn còn, thì vị đó phải trở lại đây một lần nữa. Nên cái quả tư đà hàm nó dịch ra là nhất lai, là còn trở lại một lần nữa. Thế là nếu bây giờ chúng ta gặp một thầy nào mà đắc tư đà hàm á, thì kiếp sau mình còn gặp lại lần nữa. Nếu mà mình muốn gặp lại thì mình nguyện sẽ gặp lại ngài ta thì được gặp lại được. Thì gặp lại một kiếp nữa để mà giảm hết cái tham sân si đó, thì sẽ hoặc là đắc quả A-la-hàm để rồi đắc A-la-hán, hoặc là đắc thẳng A-la-hán luôn. Còn nếu vị nào mà trong kiếp này đắc tu đà hoàn, đắc tư đà hàm rồi tiếp tục tiến tu nữa đắc A-la-hàm, thì A-la-hàm có nghĩa là bất lai, tức là không còn trở lại cái cõi này nữa, là cái vị A-la-hàm đó chưa có thể nói là hết luân hồi, bởi vì chưa hoàn toàn thanh tịnh như là A-la-hàm, nhưng mà không còn cái dục nữa, thành ra vị đó không có trở lại cái cõi này nữa, mà vị đó sinh về cõi trời của thiền định, và vị đó sẽ đắc quả A-la-hán tại cõi trời đó, vị đó không bao giờ trở lại cõi này nữa. Thì nếu mà vị nào mà vượt qua khỏi trong cái kiếp sống này, vượt qua khỏi tu đà hoàn, tư đà hàm, a hàm, và rồi đến thẳng quả A-la-hán đó, thì coi như bỏ cái mạng sống nó đi là không còn sinh ra đâu nữa hết, không còn bị luân hồi phiền não nữa, cái tâm nó hoàn toàn nó không còn một cái chút gì nghiệp, không còn một chút phiền não nào để mình tái sinh. Tại sao mà lại bảo vị đó không sinh ra đâu hết? Bởi vì chúng ta người Phật tử phải hiểu là chúng ta có sinh có tử á, là bởi có phiền não, có nghiệp. Còn A-la-hán là không còn một phiền não nào nữa, không còn nghiệp nào nữa, lấy cái gì để sinh? Không có cớ gì để sinh hết. Tức là A-la-hán không còn dính líu đến một thế giới nào nữa. A-la-hán không còn tham luyến một vợ con hay bạn bè quyến thuộc gì nữa hết. Tâm của A-la-hán là không có dính dấp gì với ai hết. Và không phải chỉ dính dấp với người cõi dục, không dính dấp gì với người cõi trời vô sắc, cõi trời sắc. Không tham luyến một cái cõi nào hết. Dù bây giờ cõi sắc nó có đẹp hay là cõi những cõi trời nó có đẹp mấy nữa, A-la-hán cũng không có tuyệt cái tâm đó. Không hoàn toàn không ưa thích. Thành ra A-la-hán không có ái với cõi nào hết thì lấy cái gì để sinh? Tại vì cái phiền não, cái nghiệp đó mà để sinh đó gọi là phiền não ái hay nghiệp ái. A-la-hán còn ái nữa, lấy gì sinh đây? Thành ra chỉ cần cái thân này coi như thân sau cùng, bỏ cái thân này đi rồi là hết, không có sinh nữa. Thì đó là cái con đường của bên tiểu thừa. Thì khi mà không sinh như vậy, Đức Phật gọi là Niết Bàn, coi như không thể có đau khổ được nữa.
Thì đó con đường của tiểu thừa. Thì giản dị là như vậy, nhưng mà dĩ nhiên tu cũng rất khó, muốn được tu đàng hoàng cũng khó rồi. Nhưng cái khó đó nó không có phải là khó hiểu, nó khó hành, khó để mà diệt, để mà khắc chế, để mà vượt qua được cái tham sân si của mình thôi. Còn cái khó của đại thừa nó vừa khó làm mà khó hiểu nữa. Thì đại thừa đi như thế nào? Đại thừa mà từ chúng sinh mà lên đến quả giải thoát thì đi như thế nào? Thì chúng ta biết ngay là đại thừa không có đi con đường của tiểu thừa. Tức là đại thừa muốn thành Phật chứ không muốn thành A-la-hán. Đại thừa muốn độ chúng sinh chứ không có muốn dứt hết tất cả mọi cái, để mọi cõi để không có sinh nữa. Thành ra hai con đường nó khác nhau. Muốn độ chúng sinh á, thì phải gần gũi với chúng sinh, thì phải hiểu chúng sinh và phải biết cách độ chúng sinh, biết cách nhiếp phục và biết cách độ chúng sinh. Mà muốn làm được chuyện đó thì phải tu tập rất nhiều, tu tập nhẫn nhục, tu tập trí huệ, tu tập thiền định, tu đủ hết. Cái gì của tiểu thừa đại thừa cũng phải có tu. Mà ngoài ra còn tu những cái của đại thừa mà tiểu thừa không có nữa. Nên đường đại thừa mới là con đường khó. Thì trong Phật giáo, tức là trong giáo pháp của Đức Phật cũng có phân ra. Phân ra thì muốn thành Phật thì chúng ta thường thường nghe đó là mình phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ là gì? Tăng Kỳ là số, là lượng, A là vô, tức là ba lần vô lượng, tức là lấy cái vô lượng để làm đơn vị đo lường. Một lần vô lượng kiếp tu hành thì nó sẽ đến một mức độ nào, rồi phải một lần vô lượng kiếp tu hành lần thứ hai nữa nó sẽ đến được mức độ nào, và một lần vô lượng kiếp thứ ba nữa thì lúc bây giờ mới chuẩn bị thành Phật. Vô lượng kiếp như vậy tức là mình đếm không hết được. Thì cái ba lần A Tăng Kỳ kiếp đó nó chia theo các tầng bậc, coi như là các mức độ từ chúng sinh lên dần dần dần. Thì bắt đầu có thể nói là cái người nào mà phát Bồ Đề Tâm đó, tức là bắt đầu đi con đường đại thừa. Bất kể người đó là thuộc hạ người gì, mà ở chỗ nào hết, trong nhà, tại gia, đàn ông, đàn bà, nam, nữ gì không kể, già trẻ, lớn bé không kể, mà phát tâm đại thừa thì bắt đầu từ cái giây phút đó, phát tâm Bồ Đề ấy, thì từ cái phút giây đó mình bắt đầu đi con đường đại thừa. Mà phát tâm Bồ Đề ấy, có dành riêng cho ai không? Không có dành riêng cho ai hết. Không phải là mình phải tu mấy năm mình mới được quyền phát Bồ Đề Tâm. Và đa số trong những tiền kiếp Đức Phật phát Bồ Đề Tâm chỉ vì tha chúng sinh khổ mà phát, chứ không phải do vì học Phật Pháp hay là có vị nào dạy mà phát Bồ Đề Tâm. Thấy chúng sinh đau khổ, tội thương quá phát Bồ Đề Tâm. Do đó chúng ta thấy là cái Phật Pháp Đại Thừa nó đầu tiên thì nó nằm, cái mầm mống nó nằm ở trong lòng của chúng sinh, nó nằm ở trong lòng của sự đau khổ. Thì sau khi phát Bồ Đề Tâm như vậy thì sẽ trải qua, thì nó cũng nhiều giai đoạn, nhưng mà gom lại thì nó thành ra là chúng ta có thể kể ra các thứ vị, tức là các cái tầng bậc, các cái coi như là mức độ từ thấp đến cao. Thì đầu tiên là thập tín, kế đến là thập trụ, rồi kế đến nữa là thập hạnh, rồi thập hồi hướng. Thì thập tín thuộc về thập trụ, nên nhiều khi người ta không kể thập tín, người ta chỉ kể thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập là 10. 10 cái 10 cái, trong cái thời giai đoạn đó nó chia ra là 10 tầng bậc, gọi là trụ thì gọi là thập trụ, nó chia ra 10 hạnh gọi là thập hạnh, nó chia ra 10 cách hồi hướng gọi là thập hồi hướng. Thì 3 lần 10 như vậy là 30. Nếu mà kể cả thập tín nữa là 40. Nhưng mà thập tín nó được thuộc vào thập trụ. Thành ra ta kể có thể 30. Sau 30 cái đó thì trong đạo Phật gọi là hiền thánh. Tức là bậc hiền, bậc thánh là ở mức độ đó. Bậc hiền đó. Thì đến sau 30 cái địa vị đó rồi thì bắt đầu vào thập địa Bồ Tát. Thì lúc đó kêu là thập địa, là có 10 tầng bậc của Bồ Tát. Thì gọi là thập địa, mà trải qua 10 tầng bậc này á thì bắt đầu chuẩn bị để thành Phật, gọi là diệu giác hay đẳng giác. Thì ở đây
Như vậy là kể ra là kể cả thập địa nữa là 40 tầng bậc, kể cả thập tín là 50, cộng với lại diệu giác là 51. Tức là 51 cái tầng bậc như vậy, 51 cái lớp học mà tuần tự mình đi lên như vậy, chia ra làm 3 A Tăng kỳ kiếp. Thì có thể nói là A Tăng kỳ kiếp đầu của mình ấy, thì mình chỉ đi được có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thôi. A Tăng kỳ kiếp thứ hai ấy, thập địa từ sơ địa lên đến bát địa mà thôi. A Tăng kỳ kiếp thứ ba mới từ bát địa mà đến thập địa. Rồi lúc bây giờ mới chuẩn bị thành Phật, là coi như là nhất sinh bổ xứ. Thì đầu tiên hết đó là mình có thập tín. Thì thực ra thập trụ, trong địa vị của thập trụ thì cái địa vị đầu tiên hết là phát tâm, gọi là phát tâm trụ. Nhưng trong cái phát tâm này á, nó phân ra 10 tầng bậc gọi là thập tín. Thế nên thập tín bị nhiếp ở trong cái thập trụ là vậy. Thì phát tâm này chính là phát Bồ Đề tâm. Thì trong lúc phát Bồ Đề tâm như vậy á, thì cái vị Bồ Tát đó sẽ tu tập. Thì mình giờ ở địa vị nào, cái vị nào mà phát Bồ Đề tâm rồi là coi như bắt đầu. Bồ Đề tâm là gì? Bồ Đề tâm là nguyện thành Phật độ chúng sinh. Đó là Bồ Đề tâm. Thì nguyện thành Phật, cái chữ thành Phật này nó là mình phải phát trí huệ, tức là phải giác ngộ, tức là học về trí huệ. Độ chúng sinh là học từ bi. Thì khi mà phát cái tâm như vậy á, thì cái tâm đó nó có 10 tầng bậc. Đầu tiên hết là thông thường nếu mình phát tâm ở đây á, thì gọi là thập tín, thì có là tín tâm. Rồi có thứ hai nữa là tinh tiến tâm. Thứ ba là niệm tâm. Thứ tư là huệ tâm. Thứ năm là định tâm. Sáu là thí tâm. Thứ bảy là giới tâm. Thứ tám là hộ tâm. Thứ chín là nguyện tâm. Và thứ 10 là hồi hướng tâm. Thì đó là tầng bậc đầu tiên. Bây giờ nếu mình mà là người phát nguyện rồi thì mình phải tu học cái thập tín này. Thập tín này trong này chúng ta thấy là hoàn toàn là nó về tâm hết, bởi vì đầu tiên là phát tâm. Thành ra trong cái tâm nó của mình chưa có làm gì hết á. Tại vì khi đến hạnh á, mình mới làm nhiều cái giai đoạn đầu á, là phát tâm thôi, nó ở trong cái phát tâm trụ. Giai đoạn đó là làm sao cho cái tâm thì nó vững, cái hãng này ra gọi là trụ, trụ là đứng vững lại. Nếu khi mà cái tâm của mình nó đứng vững rồi á, thì bắt đầu mình mới làm cái hạnh. Thì cái tâm phát tâm trụ, cái thập trụ coi như là mình tự lợi cho mình trước, cái thập hạnh coi như là mình bắt đầu nghĩ đến người khác, làm các người khác. Và cái thứ ba là thập hồi hướng, là coi như là hoàn toàn không có cái gì trong mình nữa hết, mà bắt đầu cho toàn thể chúng sinh. Thì bây giờ chúng ta nói về thập tín. Thập tín đầu tiên hết là tín tâm. Tín tâm giải thích ra là tức là không có nghi ngờ. Thông thường là nghe pháp không có nghi ngờ, tức là nghi ngờ đây là nghi ngờ Phật pháp. Nếu tâm mình không nghi ngờ nữa thì gọi là tín tâm. Nhưng mà nếu nói cho nó rõ ràng á, là mình pháp ở đây là pháp đại thừa. Thành ra quý vị nào chỉ nghe cái chữ tín tâm thôi á, rồi cứ thấy lòng mình có lòng tin vào đạo Phật rồi đó, rồi mình nghĩ là như vậy là chắc mình đạt được cái tín tâm trong thập tín này, là không phải. Tại vì mình xem mình tin tin pháp gì. Nhiều khi mình tin pháp tiểu thừa, chứ mình chưa có tin pháp đại thừa. Vì pháp đại thừa thì bao giờ cũng trí huệ từ bi, trí huệ từ bi, trí huệ từ bi. Mình có tin trí huệ từ bi chưa? Đó, thì đó là khi mình bảo là nghe pháp không nghi đó là như vậy. Thì nó mới là cái thập tín của đại thừa. Thành ra cái tín tâm của đại thừa đầu tiên đó là mình phải tin như vậy. Phải tin vào trí huệ và từ bi. Thì bây giờ mình thế nào mình tin vào trí huệ và từ bi này, bắt đầu mình tin thế nào đấy cái người mà đầu tiên phát Bồ Đề tâm. Trước tiên mình phải tin rằng là trí huệ mà Đức Phật đạt được á, cái đó là trí huệ tối thượng. Cái trí huệ nó đúng nhất và nó chân thật nhất, và không có cái gì có thể hơn được, và không bất cứ cái gì ngoài cái trí huệ đó là đều thuộc vào tà kiến hết. Thì cái lòng tin đầu tiên phải như vậy. Cái tin thứ hai nữa là mình tin rằng là mình có cái khả năng đó.
Nếu mà mình chỉ tin Phật có cái trí huệ đó mà mình nghĩ là mình không có khả năng đó thì coi như là có nghi rồi. Cái này mới tin nửa thôi. Tức là tin Phật thì có trí huệ, mà tin mình thì là không có trí huệ. Cái này là nghi. Cái tin này ấy, nó là tin vào Phật, tin vào mình, tin vào mình nữa. Thì tin tin mình là tin thứ hai, là tin chắc chắn là mình có cái mầm đó, mình có cái Phật tính đó, mình có cái khả năng đó. Và nếu mà mình biết học theo Phật pháp, mình sẽ phát triển cái khả năng đó. Rồi cái tin thứ ba nữa về trí huệ, đó là mình tin tất cả chúng sinh đều có cái Phật tính đó, đều có cái trí huệ thành Phật đó. Tại sao mình phải tin cái này? Nếu quý vị mà không tin cái này á, thì sau này độ chúng sinh không nổi, độ chúng sinh sẽ chán nản cái đó. Và tại vì mình sẽ bị chúng sinh làm phiền não. À, vậy bây giờ thí dụ như là đi đi thuyết pháp giảng đạo chúng sinh nghe, rồi dạy chúng sinh làm thiện lánh giữ chúng sinh cũng chê, chúng sinh bảo thôi về ăn nhậu sướng hơn chứ này nọ đủ thứ hết. Mình đâm mình sẽ chán nản, rồi mình sẽ buồn bã, rồi mình sẽ kết án chúng sinh. Thành ra vì vậy đó, mình phải tin như vậy ấy, thì mình mới có cái năng lực mà hành từ bi được. Thì tin Phật trước, tin mình, tin tất cả chúng sinh, tin như vậy đều có trí huệ thành Phật, khả năng thành Phật hết. Đó đó là tin về trí huệ. À, tin thứ hai là nói đại khái là vậy đó. Tin thứ hai là tin về từ bi. Còn nếu mình nói chi tiết về trí huệ thì mình chưa có nói đến. Trí huệ đó là trí huệ gì? Cái đó thì chưa nói đến. Nhưng mà mình tin là mình cứ biết thành Phật định hạ. Trí huệ ra làm sao, trí huệ như thế nào? Đó mình khoan hãng. À, nếu mình đi sâu vào nữa thì nó sẽ trở thành rất là nhiều, rất là phức tạp. Bây giờ chỉ biết mình tin như thế ha. Ở cái thứ hai nữa, mình tin vào từ bi tâm, tin vào cái từ bi trước tiên của Đức Phật. Nó cũng như vậy, là Đức Phật, mình tin chắc chắn là Đức Phật có cái tâm mà như Đức Phật nói ở trong kinh, là Đức Phật coi tất cả chúng sinh như là người con một, như người con ruột, như là La Hầu La. Phải tin cái lòng từ bi của Đức Phật. Nếu quý vị không tin vào cái tâm từ bi của Đức Phật á, không có học Đại Thừa được đâu, và không có hành Đại Thừa được. Và nhiều 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 người Phật tử á, mà nhiều khi nói á, họ không có hành được á, bởi vì cái lòng tin họ có. Ví dụ bây giờ mình bảo thôi thôi hỷ xả đi, thôi từ bi đi, người nó không từ bi được, không hỷ xả được, bởi vì lòng tin vào Đức Phật không có, cái lòng tin vào cái từ bi của Đức Phật không có. Và mình luôn luôn mình nghĩ là có lẽ Đức Phật thì có thật, nhưng mà Đức Phật ở đâu xa vời lắm. Thành ra trên thế gian này nó không có ai từ bi như vậy hết. Thì muốn như vậy thì đầu tiên mình phải tin, sau khi tin Đức Phật là có cái tâm từ bi như vậy thì tin đến mình cũng có khả năng từ bi như Đức Phật. Và thứ ba nữa là tin chúng sinh cũng có khả năng từ bi đó. Tin như thế thì mình mới bớt bi quan đi. Thôi mà sống trong đời sống mà với cái tâm Bồ Tát đó, nhiều khi lúc nó sẽ bi quan vô cùng. Nhiều lúc mình bị thối thất Bồ Đề Tâm, chỉ muốn trở về tu theo hành tiểu thừa thôi. Cái này thì nhiều lắm, nhưng phải ít lắm. Vị nào mà cứ thử thử hành thì biết. Thành ra như vậy mình cũng tin như thế, và phải tin là cái từ bi của Đức Phật nó rộng lớn vô cùng. Thế nên khi mình tin như thế rồi ấy, thì cái người Phật tử Đại Thừa không bao giờ chấp nhận rằng là Đức Phật chỉ ra đời, Đức Phật Thích Ca chỉ ra đời trong khoảng thời gian đó, cách đây mấy ngàn năm, 2.000 năm, trên gần 2.500 năm, và rồi nhập Niết Bàn luôn, không lưu tâm gì đến chúng sinh nữa. Thì cái người Phật tử Đại Thừa không có, họ không có chịu tin điều đó. Mà họ tin như trong kinh Pháp Hoa nói, tức là Đức Phật bảo ta nhập Niết Bàn nó cũng chỉ là một cái cách đóng kịch thôi. Vì chúng sinh nhiều khi á, phải có mặt thầy thì mới tinh tấn, mà nhiều giai đoạn thì phải thiếu thầy thì mới tinh tấn. Thành ra Đức Phật phải hành như vậy. Đức Phật mới nói ví dụ như ông cha ông để lại những phương thuốc, bởi vì có bên cạnh những người con, những người con cứ ỷ vào bố nó mà không có chịu bao giờ mà áp dụng hết. Ông mới để lại những cái phương thuốc đó, rồi ông mới bỏ đi như là mất, như là ông chết rồi. Các người con đó ở nhà mới chơi mấy cây độc dược á, ông mới bị đau khổ, bị này nọ, bị gì á, thì lúc đó phải tự lo liệu lấy, tự lo lấy mới nhớ là cha có dặn những gì gì gì, cha có để lại cái gì, nó mới lục ở trong đó mà coi.
coi rồi mới áp dụng theo đó mà mới chịu thực hành. Chứ nếu còn có mặt cha ở đó là trở thành lười biếng và giải đãi. Thì thế nên Đức Phật phải hành cái niết bàn theo như là Đại Thừa, nó chỉ có nghĩa như vậy. Cái lý do đó là bởi vì Phật tử Đại Thừa họ tin rằng là Phật không bao giờ bỏ chúng sinh hết. Và trong một kinh nữa thì Đức Phật nói rằng Đức Phật đã đi đi lại lại cái thế giới này biết bao nhiêu lần. Thì chúng ta phải hiểu là như vậy á, khi Đức Phật hóa thân ra, lúc thì Ngài hóa thân là một vị Phật, lúc thì Ngài hóa thân xuống cõi đời này bằng hình ảnh của vị Bồ Tát, để mà có thể nói là tùy theo chúng sinh đó mà gần gũi mà hướng dẫn. Thì Đại Thừa tin tưởng vào cái từ bi của Đức Phật, và Đại Thừa tin tưởng chắc chắn là không có Phật nào bỏ mình hết, và cũng không có một Bồ Tát nào như Quan Thế Bồ Tát mà lại bỏ mình hết. Thành ra khi mà cái người Phật tử niệm Quan Thế Bồ Tát với cái lòng tin đó thì cái niệm nó rất mạnh. Còn người Phật tử niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cứu con với mà chết rồi không biết Ngài có cứu không, thì nếu mà mình nghi như thế thì coi như cái niệm của mình nó bị tán loạn và nó không đạt được cái năng lực của nó để mà có một cái chiêu cảm, cái giao cảm với lại Quan Thế Bồ Tát nữa. Thành ra chúng ta phải tin triệt để, tin vào từ bi tâm đối với Đức Phật, phải tin như thế. Nhưng mà thông thường cái người Phật tử có tin như vậy đi nữa mà tin thì nó ngừng, thành ra cái tin nó chưa đủ. Đến mình không tin là mình có từ bi. Thành ra nhiều khi khuyên người khác, khuyên mình thôi nên bỏ đi, nên hỷ xả đấy, mà không, tôi không phải là thánh. Đó là mình nghi ngờ chính mình. Mình cho là mình tự nhiên, mình chấp nhận, mình cho là mình không có cái đó, mình không là cái đó. Nhưng mà theo như Đại Thừa, Đức Phật lấy từ bi ở đâu ra? Đức Phật không có lấy ở trên một cái cõi trời cao xa nào. Đức Phật cũng không lấy từ một cái vị thầy siêu việt nào hết. Đức Phật phát từ trong tâm mình phát ra, khi mà Đức Phật còn là một chúng sinh thôi. Ai ở đây cũng phát được hết, ai cũng có cái mầm mống đó hết. Nhưng chúng ta không có chịu phát triển đó, và cứ tự nhận cho mình tất cả những cái gì là dữ dằn, là hung ác, là keo kiết. Đó là tất cứ nhận cho mình những cái tính xấu. Khi mà bảo mình làm cái điều tốt, điều hay, điều đẹp đó, là mình từ chối. Thì cái vấn đề không phải mình có khả năng đó, nhưng mà vấn đề là tự mình có một cái gọi là ti liệt mạng, tức là ngã mạn, nhưng mà lại coi thấp mình. Thành ra thực ra mình có hết, và mình phải tìm cách làm nó phát triển. Thì mình phải tin vào cái khả năng đó của mình. Mình nghĩ là nếu mình từ bi như thế, một ngày nào mình cũng được từ bi như Đức Phật, thì từ cái chỗ từ bi đó thì mình mới có thể thấy là cái Đại Thừa nó phát triển trong con người mình rất mạnh. Ở cái tín tâm thứ ba là tín tâm tất cả chúng sinh đều có cái tâm từ bi đó. Như vậy thì mình mới nghĩ chuyện độ chúng sinh chứ. Nếu giờ mà chúng sinh nó không có tâm từ bi thì mình đi độ là gì? Tại vì độ trong đạo Phật đó, tức là làm cho chúng sinh đều thành Phật như chính mình hết. Thì khi mà Đức Phật nguyện như vậy, Đức Phật nguyện độ tất cả chúng sinh, tức là đầu tất cả chúng sinh đều thành Phật như chính Đức Phật, thì Đức Phật phải biết rõ là tất cả chúng sinh có khả năng đó. Chứ nếu giờ chúng sinh không có khả năng đó thì Đức Phật nguyện đó là một cái nguyện vô minh rồi. Nguyện mà không biết rõ người ta làm sao hết. Thì ra mình thấy rõ là Đức Phật thấy rõ ghê lắm, Đức Phật mới phát cái nguyện đó. Thành ra chúng sinh đều có khả năng đó hết. Nên mình có thể cứu độ chúng sinh được, và mình có thể độ chính mình và độ mọi người được. Thì cái tín tâm như thế, nó là tín tâm đúng với Bồ Đề Tâm. Thì đó là cái điểm bắt đầu về tín tâm. Như vậy thì khi nghe Pháp Đại Thừa, chúng ta sẽ không nghi ngờ nữa. Chúng ta sẽ thấy Pháp Đại Thừa rất là hoan hỷ. Nghe Diệu Huệ Đồng Nữ phát Bồ Đề Tâm như thế nào, rồi nghe Thắng Man Phu Nhân phát Bồ Đề Tâm như thế nào, chúng ta đều thấy hoan hỷ hết. Mình đều cảm thấy như là chính mình cũng đi trên con đường đó, và một ngày nào đó mình cũng có thể làm chuyện đó được. Đó là do cái tín tâm của mình. Thì giờ quý vị thấy rõ chứ, tin đây cũng có nghĩa là mình cứ tin lông gì cũng được hết á. Nhưng cái địa vị đầu tiên á, phát tâm đó là lòng tin. Và trong 10 cái này nó đều thuộc về làm cho tăng trưởng và làm cho vững vàng cái tín hết ạ. Thì cái tín đầu tiên của mình là phải tín vào Đại Thừa Phật giáo. Cái địa vị thứ hai là tinh tín tâm.
Thì khi tin như thế rồi á, mình có khả năng rồi, mình có khả năng về trí tuệ, mình có khả năng về từ bi rồi, thì tại sao mình lại ngồi yên? Thấy vô duyên dễ sợ. Thành ra mình phải phát triển chứ. Cũng y như là bây giờ ở trong nhà mình nó có một cái gì, nó có một viên ngọc mà nó có thể làm cho mình trở nên giàu có, mình cứ để nó mục ở đó, để cho ruồi bu kiến đậu rêu mốc lên như vậy, rồi mình sống nghèo nàn, rồi ai đụng đến mình phiền hà, mình đau khổ đủ thứ hết. Thành ra khi mình thấy mình có cái năng lực đó, mình tin tưởng như vậy rồi á, thì mình phải nghĩ đến chuyện tinh tiến, tức là tinh tấn, cố gắng ra sức thì nào. Thì lúc đó trong đời sống mình sẽ bắt đầu mình nhận định, mình để ý và mình phát triển. Tức là khi nào mình thấy mình hơi sân, khi nào mình thấy hơi si, khi nào thấy hơi tham, thì gì cái mình bắt đầu thì bảo mình cũng có thể cưỡng lại, mình cũng có thể chống cự lại. Và mình thấy mình có năng lực đó chứ không phải không. Mình có năng lực đó chứng tỏ mình có khả năng của trí huệ, có khả năng của từ bi. Và mình cứ từ từ như vậy, mình để ý mà tiến. Thì cái đó gọi là tinh tiến. Thì tinh tiến như vậy là luôn luôn, nghe không? Bỏ giải đãi. Cái lười biếng ở đây á, là cái lười biếng trên phương diện không phát triển cái từ bi và trí huệ. Không phải là bây giờ quý vị mà thấy tôi tụng kinh tức là tôi lười, rồi ngày nào cũng lên tụng kinh, thì cái đó đúng cái đại thừa đâu. Cái đó chỉ là tinh tiến trên con đường tu phước. Còn tinh tiến mà trên trong thập tín của đại thừa ở đây á, là mình phải tinh tiến trong cái từ bi và trí huệ của mình. Mình phải biết suy nghĩ một chút. Thì cái trí huệ ban đầu, thí dụ vậy, trí huệ của đại thừa nó bao trùm của tiểu thừa. Bây giờ cứ lấy cái trí huệ ban đầu mà thông thường người Phật tử nào cũng biết hết. Thí dụ đời là vô thường, đời là khổ. Cái đó mình nghĩ dễ không mà chứ có gì đâu. Và mình luôn luôn tinh tiến ở trong cái ý nghĩ đó. Mỗi sự việc nó xảy ra trong cuộc đời, mình dùng cái đó mình nhìn, mình quan sát, mình suy xét. Rồi mình xét, cái đó là trên phương diện mình xét đời sống. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình trong cái liên hệ, cái tình cảm mình á, thì nó cứ thương ghét này nọ đủ thứ đó, phiền não đó, thì mình xét xem là cái từ bi của mình nó tiến triển bao nhiêu. Thì cái từ bi nó chưa xuất hiện hẳn, nó còn ở trong cái mầm của nó, thì nó thể hiện ra qua những cái như mình biết tha thứ, mình biết hỷ xả, tức là mình biết xả đi, mình biết vui vẻ với lại không ganh tị với người khác, và mình biết tha thứ những cái mà người ta làm hại cho mình. Thì đó là cái mà coi như là cái hiện tướng của từ bi á, mà nó còn ở trong cái mầm. Thì mình xét như vậy, mình phát triển cái năng lực đó lên. Thành ra có nhiều khi cái tính của mình cũng có dẹp được, có nhiều cái chuyện mình khó tha thứ, có nhiều cái nó dễ tha thứ đối với mình, có nhiều cái nó rất khó tha thứ, nhưng mà mình cũng phải tập từ từ hết. Cái nào mà mình dễ tha thứ rồi á thì mình tha thứ liền. Đấy. Còn cái nào những cái nào mà nó hơi khó tha thứ đối với mình á, thì mình phải làm cho nó bớt 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 đi, bớt ghét, bớt tức, bớt giận, bớt hờn. Còn cái tính thì vui vẻ, mà cái tính mà tha thứ có rồi á, thì mình phải giữ nó và phát triển nó. Và tất cả những cái mà nó về từ bi như vậy á, mà nó chưa có, mình phải lưu tâm để mà mình làm cho nó có lên. Thì như vậy đó mới gọi là tinh tiến. Thì trên hai phương diện là trí huệ và từ bi. Về trí huệ thì mình, thí dụ mình biết rằng là đầu tiên mình chưa có gì trí huệ, mình cần phải nghe hiểu. Thế vậy thì mình nên để ý nghe Phật pháp. Trong giới luật của Bồ Tát giới cũng có cái là phải nghe Phật pháp phải không? Ai mà thấy có giảng Phật pháp mà không nghe mà thọ Bồ Tát giới rồi đó là phạm giới. Thì thực ra giới nó ép mình phải làm chuyện đó, nhưng mà mình đây khi mà mình phát tinh tiến tâm á, thì mình phải tập như vậy. Cái tinh tiến ở đây không phải là mình làm chuyện gì, nhưng mà chính ở chỗ như vậy. Mình phải nghe, mình phải biết liên hệ đến những cái việc phước đức của Tam Bảo. Liên hệ, tại vì trong Tam Bảo có trí huệ và từ bi trong đó. Đó là cái tinh tiến tâm của mình. Thì đồng thời khi mà tinh tiến tâm thì tín tâm nó cũng kèm theo nữa. Mình tin như thế, thành ra cái tâm mình nó mới tinh tiến được. Thành ra hễ khi nào mà mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình lười biếng gì đó là mình biết là cái tín tâm của mình nó lui. Mà nói đúng ra nếu nhiều khi nó không phải nó lui á, là bởi vì nó thiếu cái niệm tâm. Tức là mình quên cái tín tâm đi.
Thành ra từ tín tâm đến tinh tiến tâm nó đến niệm tâm. Tức là mình phải lưu tâm, mình nhớ nữa. Thực sự ra nó mà tu á, nó không phải là cái gì huyền bí đâu. Nhưng mà ở chỗ là nó khó. Khó ở chỗ là mình phải lưu tâm nhiều. Cái lưu tâm ở đây chính là cái niệm. Bình thường ngày mình sống là mình cứ để cho cái nghiệp tự nhiên nó phát hiện ra. Nếu mà kiếp trước của mình là cái người tính nóng hay là tính tham hay là tính si đó, thì kiếp này mình mang lấy cái tính đó thì mình cứ để tự nhiên cái tính nó phát triển. Mình không không nghĩ gì đến cái gì khác nữa. Nhưng mà một khi mình đã bắt đầu vào trong cái con đường của Đại Thừa đó, thì mình phải nghĩ như vậy, mình phải có cái niệm. Mình niệm mình mà bây giờ cái nghiệp nó bắt đầu mạnh, mình bắt đầu quên. À, cái nghiệp mệt mỏi, cái nghiệp lười biếng nó mạnh quá. Tín tín tâm nó bắt đầu nó lơ là. Tín tâm lơ là thì tự nhiên tinh tiến nó cũng thụt lùi. Thành ra lúc đó mình phải nghĩ lại cái tín tâm. Mình phải niệm lại cái tín tâm. Thì trong cái niệm như vậy thì dĩ nhiên mình bắt đầu tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng. À, cái lúc nãy tôi nói là tin vào Phật, tin vào mình và tin vào người. À, ngoài ra nữa, nếu quý vị muốn cho nó mạnh hơn nữa đó, thì không những tin vào Phật mà tin vào các vị Bồ Tát, tức là các vị đệ tử của Phật. Để chi vậy? Người ta bảo tu hành có bạn mà. Thành ra mình biết rằng là không phải chỉ có mình một mình Phật với mình làm cái chuyện đó, còn có rất nhiều các vị Bồ Tát khác làm chuyện đó. Thì mình thấy mình mạnh hơn lên. Thì như vậy là coi như là mình có thể nói là mình niệm niệm Phật, niệm Pháp, và niệm lại trong niệm Phật, niệm Pháp thì niệm lại cái công đức của Phật, nó chính là Pháp, là Pháp của Phật. À, niệm các vị tăng. Thì mình niệm như thế là để bắt đầu tâm mình nó trở lại mạnh mẽ, cái tín tâm nó trở lại mạnh mẽ thì mình sẽ tinh tiến được. Thế khi mà tinh tinh tiến được mà có niệm như thế đó, thì từ từ huệ tâm nó phát. Thành ra chúng ta đến đoạn huệ, lúc huệ tâm nó phát thì chỉ nói đến cái huệ này thôi á. Thì huệ ở đây nó chưa phải là cái trí huệ của Đức Phật, nhưng mà nó bắt đầu chúng ta phân biệt được. Huệ của Đức Phật là cái huệ giải thoát, là cái huệ cứu độ chúng sinh, là cái huệ mà có thể nói là tạo ra tất cả những cái năng lực siêu thường. Nhưng mà cái huệ tâm ở đây tức là mình bắt đầu biết cái nào là Đại Thừa, cái nào là chính Pháp Đại Thừa và cái nào không phải. Khi mình tinh tấn ở trong cái Pháp đó, khi mình có niệm trong Pháp đó rồi, tự nhiên mình nhận ra. Thì lúc đó quý vị, chúng ta đi đến đâu, chúng ta nghe Pháp, chúng ta đi đến đâu, chúng ta hành Pháp, chúng ta đều biết rõ Pháp đó có đúng Đại Thừa hay không. Và đúng Đại Thừa chúng ta phải làm gì? Đại Thừa trong giai đoạn này á, nó là cái lòng tin, nó phát đầu từ cái lòng tin đó và sự nhận xét thôi. Giai đoạn này chưa chưa có thể nói chúng ta sẽ làm gì, nhưng mà giai đoạn này chỉ nói là chúng ta hãy làm cái nhận xét. Chúng ta sẽ có cái huệ tâm là nhận ra đâu là Đại Thừa Phật Pháp, đâu không phải là Đại Thừa Phật Pháp. Thì từ từ tâm của mình nó sẽ đến một trình độ cao hơn nữa, gọi là định tâm. Thì cái định đây quý vị cũng biết là nó không phải là định đây tức là mình thiền định rồi phóng hào quang gì đâu. Định đây tức là cái tâm mình nó yên trụ ở trong cái Đại Thừa Phật Pháp, ở trong cái lòng tin về Đại Thừa Phật Pháp. Đó là những cái tiến trình mà nó tiến lên như vậy. Thì khi mà chúng ta có cái định tâm như vậy thì sẽ có một cái nguồn an lạc vô cùng. Thành ra ở đây cho chúng ta thấy cái con đường thành Phật, nếu mà mình tu theo Đại Thừa thì con đường thành Phật hết sức là có thể nói là bao la. Và mình mới biết rằng có một vị Phật đó quả thật là, nghĩa là có thể là bát thiên vạn kiếp nan đau ngộ. Bởi vì mà một chúng sinh đó, mà để trở thành Phật biết biết bao nhiêu là công trình, không thể nào nói hết được. Tại vì chúng ta sẽ thấy là thường thường mình nghe định, rồi mình thấy Phật ngồi thiền định đó, rồi mình thấy những vị tu thiền định, rồi mình cũng tưởng là ai mà ngồi yên lặng bất động hết là bằng nhau hết. Đó là mình sai lầm. Bây giờ mà có tu thiền định á, mà như Đức Phật nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, có những vị ngồi ở trong thất, tức là ngồi trong cái phòng tối để tu thiền định mà phát ánh sáng ra, cả cái phòng nó sáng được hết. Mà Đức Phật còn nói là cái đó nó chưa là cái gì hết. Cái đó
nó chỉ là một cái cảnh giới tốt đẹp, chứ nó không thể nào nói nó là thánh được. Mà nếu cái người tu mà không biết mà cho mình là thánh rồi á, thì bị lạc vào ma đạo. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra bây giờ mình thì nó không biết rõ đâu vào đâu hết. Đấy, có nhiều người ấy thì cái gì bây giờ là có nhân điện phải không? Nhân điện nó lại xa luân với cái gì đủ thứ hết mà mình cũng không hiểu nó làm sao. Có rất nhiều người Phật tử cũng hiểu rõ nó như thế nào. Và bảo không cần mình phải học về kỹ thuật để hiểu rõ gì hết. Nhưng mà nếu mà mình đi đúng tín tâm, tinh tiến tâm, niệm tâm, huệ tâm á, thì tự nhiên mình biết ngay nó không phải là cái gì là đạo hết. Thì tất cả những cái gì mà những cái người đó người ta nói ra mình nghe nó vô vị vô cùng, mà biết rõ là nó chẳng có một cái giá trị gì hết. Chẳng hạn như cái tôi nghe là bảo cái ông nó nói là ông có thể cho người nào đầu thai được, cho người nào không đầu thai được. Người thường nghe không hiểu, tưởng chắc ông này có năng lực gì lắm. Nhưng mà đầu thai với không đầu thai nó là cái gì? Cho đầu thai, cho không đầu thai. Mà trong khi ông nói thì ông cho là cho không đầu thai, tức là đau khổ. Mà đối với đạo Phật nó không đầu thai đó là vô sinh, tức là A-la-hán rồi. Thành ra mà cái chuyện mà muốn làm A-la-hán thì mình đã biết, nó đâu phải chuyện dễ. Mà không, cái chuyện mà A-la-hán là chuyện của mình, nó không phải chuyện của người nào hết. Thành ra không có thể người nào cho mình được hết đó. Tại vì cái A-la-hán nó là dứt cái phiền não ở nơi mình, dứt cái phiền não của mình thì mới là A-la-hán được. Bây giờ tất cả mọi người xung quanh tôi dứt phiền não mà chính bản thân tôi không dứt, tôi không thành A-la-hán được. Thế là cái chuyện A-la-hán, cái chuyện gì ấy, là mình thấy ngay là cái những cái gì mà những người mà nhân điện ta diễn tả nó chẳng liên hệ gì đến đạo Phật hết ạ. Mà nói nó không có rõ ràng rành mạch ra cái gì, đâu đâu là cái lợi, đâu là cái hại. Đâu có phải là bây giờ sờ sờ vào người mình cái mình hết bệnh đó là có lợi cho mình đâu. Không phải như vậy. Việc gì mà mình phải đi lạy một người, mình tôn thờ một người để nó cho nó hết bệnh? Không lẽ giờ mình đi vô nhà thương bác sĩ chữa hết bệnh quỳ xuống mình lạy sao? Đó, mà cái tất cả những cái chuyện như vậy, cái những cái mà chữa bệnh chữa gì 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 đó, đừng có thấy những cái đó mà quá mắt, đừng có nghe những cái đó mà nghĩa là mù tai gì hết á. Cái chuyện đó là làm sao thành Phật, còn mang cái thân này là mang thân khổ. Mang thân này là nó bệnh trong đó rồi. Hết bệnh này thì nó đến bệnh khác. Ở bên Việt Nam mình rất nhiều đạo. Mà đạo nào cũng lấy cái chữa bệnh ra để mà cũng như là lừa người ta hết ạ. Mà Đức Phật đã nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ấy, là khi mà ma nó nhập vô ấy, thì nó cho nhiều cái hiệu nghiệm lắm. Mà phần nhiều là cũng qua những cái chữa bệnh không chứ không có gì hết. Rồi cứ tưởng nó là thần thánh mà theo. Thành ra những cái đó là những cái tào lao bậy bạ để nói vậy. Nó không có một cái gì là chánh kiến trong đó, nó không có phát triển trí huệ, nó chẳng phát triển từ bi, nó chỉ phát triển cái mê tín. Nó không có một cái gì dính dấp đến đạo Phật, nó cũng chẳng phát triển cái mà dứt bỏ cái tham ái cái thân này, tức là nó cũng chẳng có liên hệ gì đến tiểu thừa hết. Nó cũng chẳng liên hệ đến trí huệ từ bi của đại thừa hết. Quý vị đừng có tưởng lầm là từ bi đại thừa là đi chữa bệnh cho thiên hạ, mà từ bi là phải cứu độ họ thành Phật mới thoát khỏi tất cả mọi cái khổ. Tại vì cái bệnh trong con người của mình là chắc chắn nó có. Bản chất của mình là bệnh, hết bệnh này thì nó có bệnh khác. Mà bệnh cuối cùng là bệnh chết. Anh nào giỏi cứ chữa bệnh chết đi. Thì cái đó là cái vấn đề mà có thể nói là cái bản chất của con người mình. Chỉ có những người không thấy được cái sự thật đó, mấy người đó mới cuồng vọng và mới nghĩ là cái chuyện chữa bệnh thì là thần thánh thôi. Rồi cái bệnh nó từ đâu ra cũng chẳng biết gốc gác của nó. Thành ra mới kiểu mà chữa như vậy. Chữa một cái bệnh của một con người ấy, nó không phải là cái chuyện mà như mình nghĩ. Tại vì cái bệnh nó từ nghiệp mà ra. Mà cái nghiệp nó hay lắm. Cái nghiệp nó như là nước. Mà bây giờ thí dụ mình ở trong một cái căn phòng kín mà nó bị lủng lỗ, thì mình bịt lỗ này ấy, thì nó sẽ ra lỗ khác. Cái bản chất của con người mình nó là nghiệp. Thành ra mình thấy cái chỗ này xấu, mình sửa cái này thì nó sẽ ra chỗ khác. Cái nghiệp nó không có chịu nằm yên một chỗ. Cái gốc ở trong nó vẫn còn, nó vẫn tác động. Mình ngăn nó không cho nó ra mặt này, mình ngăn nó không cho nó thành đau tim thì nó sẽ thành đau phổi. Mình ngăn không cho đau phổi thì nó thành đau bao tử.
Cái nghiệp là như vậy. Thành ra ta có thể nói là những người không hiểu nghiệp, thành ra họ mới nghĩ là họ mới tin là cái vấn đề chữa bệnh đó. Vì vậy đấy, nên phải nói là khi chúng ta có được cái huệ tâm đó, thì chúng ta sẽ từ từ nhận rõ ra hết và làm cho cái tinh thần của mình đó, nó vững trụ ở trong cái lòng tin đó, thì nó thành ra định tâm. Ngày nay lại còn có thêm một cái nữa mà tôi thấy nhiều lúc đó, hết sức là nếu mà nhìn theo lối gọi là để mà phê bình đó, một cách bình thường đó, thấy là ngạc nhiên và thấy buồn cho Phật pháp suy vi. Đó là thí dụ cô Thanh Hải. Thế cô Thanh Hải á, cô chẳng có một cái gì là đạo Phật trong đó hết. Nói tào lao thiên địa, nói tùm lum tảng lang, nói trên trời dưới đất, nói không có một cái gì. Mình chỉ cần nghe qua một cái người mà có căn bản Phật học, ta nghe qua ta biết hay là không biết cái gì về đạo Phật hết. Rồi đi tu tầm bậy tầm bạ, rồi nói tào lao thiên địa thôi. Nhưng mà tại sao rất nhiều người Phật tử nghe không ra, mà nói là Phật tử nghe không hiểu, mà không nhận thấy, mà rồi có thể gọi là tin nữa. Thì có vậy nữa, mình nói là Phật pháp, vận mệnh của Phật pháp nằm ở đâu? Nằm ở trong tay người Phật tử chứ nằm ở đâu? Mà Phật tử mà như vậy hết thì cũng chết rồi. Phật tử mà không phân biệt được đâu chính đâu tà, phân biệt đâu đạo Phật, đâu không phải đạo Phật. Phật tử mà nghe không rõ cái gì hết. Nên phải thấy là như vậy. Cái này là không phải tôi chê gì cô đó hết á, mà tôi chỉ nói sự thật, đúng sự thật, mà cô không biết gì về đạo Phật hết. Thành ra vì vậy á mà cô mới có thể nói bạo gan, bạo mồm, bạo miệng. Cô không biết gì về cái lẽ nhân quả, luân hồi, nghiệp ác, nghiệp báo. Nên cô nghĩ gì cô nói đấy, cô muốn xưng gì cô xưng đấy. Cô không có rành gì cái đó hết á. Thì đó một cái điểm buồn nữa là ngay cả bên Trung Hoa, bên Đài Loan đó, mà những người mà bảo là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa ấy là nhiều vị đại sư ghê lắm á, mà cũng để cho Phật tử cũng không có được một cái sự giáo hóa nào, thành ra nghe mà mới theo có nhiều như vậy. Mà đó, điều đó chứng tỏ là cái tâm của con người ấy, là tâm vô minh. Tâm con người nó mê tín, tâm con người nó thích những cái gì huyền thuật, thích những cái gì mà linh thiêng, cái gì gì đó. Rồi là cứ như vậy thôi, nó nghe mà. Bây giờ thì có thêm một ông nữa, ông nữa cũng xưng là thần thánh gì đủ thứ hết, phóng hào quang gì đó, đứng trên tòa sen này nó đủ thứ hết, cũng bên tàu á, bên Đài Loan. Và ông xưng là ông là đệ tử của Tây Tạng. Mà rốt cuộc cái ông thầy Tây Tạng bảo là tôi không biết ông đó là ai hết. Rồi cũng vậy nữa, ông đi xe hơi á, ông đi Rolls Royce. Ra chúng ta cũng bu lại lạy cúng đủ thứ hết. Đó, thành ra chúng ta thấy rõ là những cái đó là nó cho thấy rõ cái sự hiểu biết hay là cái tâm của cái người Phật tử nó lỏng lẻo như thế nào. Thì mình đủ biết rằng là đó. Thì theo lại á, là trong Đại Thừa Phật Giáo của mình nói là thì bởi vậy nên khi mà chúng ta tín, chúng ta có lòng tin thì chúng ta phải xác định là chúng ta tin cái gì, tin cái pháp nào, tin cái ý nghĩa nào. Chứ không phải là chúng ta cứ đến quỳ lạy Phật là xong. Ủa mai cái mút nọ có một con ma nó hiện, nó bảo là Phật đây, mình phân biệt làm sao đây? Mình phân biệt cách nào đây? Thành ra đâu phải là mình cứ đến lạy Phật là xong, mình phải hiểu mình tin cái gì? Mình tin để làm gì? Mình tin vào Phật để làm gì đấy? Mình tin vào Phật theo Đại Thừa là mình tin vào từ bi và trí huệ của Đức Phật. Để làm gì? Để mà mình thành tựu cái đó. Đó là con đường của mình theo. Nó rõ ràng như vậy, và mình hãy nhận cái sự rõ ràng đó đi. Và vì vậy khi có cái lòng tin nó rồi mình mới tinh tấn được chứ. Tại sao mình cứ phiền não với nhau? Bởi vì mình không nhận con đường từ bi và trí huệ là con đường của mình. Thành ra mình cứ tự do mình phiền não với nhau như thường. Một khi quý vị nhận rồi, lẽ bây giờ về nhà giận nhau mà mình cứ sân hận được hay sao? Nhiều khi mình sân hận lên mình bắt đầu mình thấy không được, mắc cỡ quá. Mình đã hứa là mình phải theo con đường tử vi và trí huệ của Đức Phật. Thành ra nó mới có tinh tấn được chứ. Mà có tinh tấn như vậy rồi nó mới dần dần nó mới có niệm, nó mới có huệ, nó mới có định được chứ. Mình không đi đúng đường sao nó có mấy cái đó được. Thành ra vì vậy đó, mà mình cứ đi đúng đi nó sẽ có chứ. Mình đừng có nghĩ nó khó quá thành ra tôi không đi.
mà mình cứ đi thì nó mới ra. Còn nếu mà mình nói khó quá tôi không đi thì luôn luôn á, trong tâm của mình với đời sống của mình nó chỉ ra tham, nó chỉ ra sân, nó chỉ ra si, rồi mình chỉ có nói nơi miệng là tôi là Phật tử, tôi theo đạo Phật, nhưng cái đời sống của mình, cái đối xử của mình luôn luôn là tham là sân là si, tham là sân là si, nó cứ như vậy thôi. Thành ra mình phải có cái lòng tin đúng và có một cái tinh tấn đúng, cái niệm đúng, luôn luôn nhớ đường đến trí huệ từ bi, trí huệ từ bi, đó là con đường mình đi, đó là con đường mình đi. Ngoài ra mình không có cần phải sống đời sống gì đặc biệt hết á, mình cứ sống tiếp tục cái đời của mình, và cũng cần mình phải làm một hành động gì đặc biệt hết, mình chỉ cần nhớ như vậy thôi. Cái giai đoạn thập tín thì nó như vậy, nhớ nhắc nhở, nhắc nhở. Giai đoạn thập tín nó nằm trong tâm mình. Nhiều khi bên ngoài á mình vẫn còn sân hận như thường, quý vị nên nhớ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều còn tham sân si hết, chứ không phải là bắt mình là như ông thánh đâu. Đức Phật không bao giờ nói bắt mình như ông thánh hết, nhưng mà mình nhớ, mình tưởng, nhớ, mình tưởng, đó là một cách tôi luyện cái năng lực tinh thần của mình để từ từ mình chống lại với những cái nghiệp dĩ mang từ bao nhiêu kiếp trong quá khứ của mình. Thành ra như vậy, như là thí dụ như có một cái câu chuyện là như là cái anh đó mà anh bị bắt bỏ tù, mà anh bị oan khuất, anh bị gì á, nhưng mà luôn luôn anh nghĩ chuyện anh sẽ trả thù, trở về anh trả thù. Và lúc đó anh đâu có trả thù gì, anh vẫn là cái thằng tù nhân, anh vẫn bị hành hạ, anh vẫn bị thua lỗ tất cả, nhưng mà anh nuôi ở trong tâm anh. Nhưng mà chính cái nuôi dưỡng cái tâm trả thù đó mà về sau này anh mới trả thù được. Thì ở đây cũng như vậy, mình nuôi tất cả những cái tâm từ bi trí huệ ở trong tâm mình, dù cái hoàn cảnh bên ngoài ấy, cái tham sân si của mình nó đàn áp mình đến mấy đi chăng nữa, mình cũng nuôi dưỡng cái đó. Bây giờ quý vị nào mà tính nóng lắm thì cứ việc nóng đi, nhưng mà luôn luôn nhớ lại và không bao giờ mình phải nhập lập lại trong tâm mình, lần này tôi nóng, lần sau tôi sẽ bớt nóng, lần sau nóng nữa và nóng nữa, nhưng mà lần sau tôi sẽ bớt, nó nóng nữa rồi lần sau tôi sẽ bớt, nó nóng nữa, mình bảo chứ bây giờ nó có nóng đến đâu chăng nữa thì ta cũng cứ giữ cái nguyện đó, cũng giữ cái ý đó, mình không chịu thua nó. Thì lúc đó từ từ mình sẽ thấy cái năng lực, cái khả năng ở trong con người mình. Còn mình bị ba bốn lần bảo thôi, cái tính nóng ở trong mình nó mạnh quá, thôi giờ mình bỏ, mình kệ nó, mình theo nó cho rồi, đỡ mệt. Thì như vậy sẽ không còn là người Phật tử nữa, là mình chỉ còn là một cái gọi là danh nghĩa mình nói trên miệng thôi. Và như vậy mình có theo đạo Phật bao nhiêu năm trời, bao nhiêu kiếp nữa, rồi mình cũng chẳng thấy đâu là niệm, đâu là định, đâu là huệ hết. Cái định nó không tới với mình, cái huệ nó không tới với mình. Thành ra vì vậy nó nên đừng có nản chí. Cái bước đầu của mình trong cái giai đoạn này đó là mình tu như vậy. Tu gọi là mình huân tập cái chai lì. Chai lì là mình giữ giữ cái ý nguyện, giữ cái tín tâm của mình. Mình phải hiểu rõ vấn đề là cái nghiệp lực nó rất mạnh. Ví dụ như là một cái tính tham của mình đó, mình đã làm cái tham đó nó trong vô lượng kiếp rồi, thành ra nó mạnh lắm, nó tham tứ tung hết, nó tham đủ thứ hết, và cái tham đó nó bắt nó ăn vào trong cuộc đời này rất cứng chắc, thành ra mình khó mà cưỡng lại nó. Nhưng mà bởi vì nó được tôi luyện trong vô lượng kiếp thì mình cũng tôi luyện cái tín tâm này trong vô lượng kiếp để mình phản ứng lại với nó, mình không làm. Quý vị nhớ là chính Đức Phật là cái người làm. Đức Phật không có tìm những cái từ bi trí huệ của mình ở nơi một vị thượng đế, một vị thiên thần, hay ở nơi một cái phép lạ nào, hay ở nơi một cái gì đặc biệt hết, mà Đức Phật đi từ cái kiên nhẫn như vậy mà nó tạo thành cái năng lực của Đức Phật. Thành ra cái đạo Phật nó mới được coi như là một cái đạo của con người, một cái sự chiến đấu của con người, và nó không kể, cũng như nó không có gọi là khuất phục hay sợ hãi gì trước những cái năng lực của thiên thần cõi trời gì hết á. Nhưng mà chính con người mình bằng cái khả năng của mình và mình phát triển cái khả năng đó ra. Thì muốn như vậy mình phải có cái tâm Bồ Tát, cái tâm Đại Thừa, là cái tâm nó không chán nản. Cái tâm tin tưởng đầu tiên để nó làm cho mình không chán nản đó là tâm tin vào Bồ Đề Tâm, tâm tin vào từ bi và trí huệ của Phật, của mình và của chúng sinh. Thì khi mà được tuệ tâm rồi, từ từ cái tâm của mình nó mới an trụ ở trong cái tín tâm như vậy, mà đây gọi là định tâm. Nghĩa là lúc đó làm sao thì làm cái tâm mình nó không bị lay chuyển khỏi cái đại thừa Phật giáo nữa.
Bây giờ mình có thấy một vị nào đấy người ta nói pháp tiểu thừa rất hay, hay là một vị nào nó nói một cái pháp ngoại đạo là nghe vi diệu, nói về thiên đường thì nghe gì gì, nhưng cái tâm nó không động, tâm của mình nó an trụ vào cái đại thừa, cái từ bi trí huệ vững chắc, thì lúc đó gọi là định tâm. Thì định tâm trong giai đoạn này chính là định ở trong cái tín tâm. Tín tâm của mình nó không có lay chuyển như vậy. Thì khi mà tâm mà nó định đến giai đoạn này bắt đầu á, mình chưa có hạnh, nhưng mà bắt đầu cái hạnh nó phát ra ở trong tâm. Tự nhiên khi mà mình định tâm vào trong cái đại thừa Phật giáo đó, thì lúc đó từ từ tự nhiên mình thông cảm được với lại cái trí huệ và từ bi tâm của chư Phật, ở trên là chư Phật, thứ hai nữa là ở chúng sinh xung quanh mình, từ tự tự động cái tất cả những cái tâm bòn sẻn, những cái tâm tham tiếc của cái tâm keo kiết đó, nó bắt đầu nó mất đi. Và mình thấy là đời sống của mình đó, là sống cho chúng sinh nó hữu lý vô cùng, bởi vì chính mình chỉ tìm ra được cái nguồn an lạc, cái hạnh phúc ở trong cái đời sống và ở trong những con người. Thì lúc đó tự nhiên mình thấy là phục vụ con người nó là một cái ý nghĩa có lý vô cùng. À, thì cái căn bản đầu tiên, cái điểm đầu tiên của cái hạnh đó là cái bố thí tâm, thì nó mới đến từ định tâm mới ra cái thí tâm, tức là mình có thể mình dễ dàng mình xả cho người khác. Thì đó là cái là bước bước đầu tiên, là trong tâm mình nó phát ra cái đó. Nhiều khi bên ngoài mình chưa có làm, nhưng mà trong tâm mình nó bắt đầu nó thấy là nó thích thích làm điều đó, thì lúc đó gọi là thí tâm. Và về sau này mình làm cái hạnh bố thí là nó từ cái thí tâm này mà ra, nhưng mà trong cái giai đoạn thập tín này thì nó chưa có làm đâu, nhưng mà mình thấy mình thích thú điều đó. Thì một khi mình thích thú thì dĩ nhiên là mình sẵn sàng làm, và dĩ nhiên là mình sẽ thấy người nào làm mình sẽ vui mừng, nó gọi là hỷ, vui mừng vì hỷ. Thì thí tâm là một. Rồi tiếp đến nó là giới tâm, khổ tâm, nguyện tâm và hồi hướng tâm. Thì khoan, đến đây thì cho tôi hỏi chút là mình học Phật pháp đến mấy giờ ạ? 10:30 hả? Vâng, thì tôi mới biết được đâu. Thì có cái thí tâm mà chúng ta nhớ lại, tôi lặp lại lần nữa là ở đây nó thuộc về tâm hết, chứ nó chưa phải là một cái hành mà gọi là hạnh đâu, như thập hạnh đằng sau này. Thì cái tâm mình ấy, nó bắt đầu nó khoan khoái, nó muốn xả bỏ và nó giữ lấy giới của đại thừa, tức là cái giới mà vì chúng sinh, đó chính là cái thí tâm. Thí tâm tức là tất cả những cái gì của mình đó mình mở nó ra cho người ta hết, thì cái đó gọi là thí tâm. Và từ từ, thí dụ mình có những cái tâm trong tiền kiếp của mình nó nặng về, thí dụ có nhiều người tham tiền giữ tiền, có nhiều người thì tiền có thể xả tiền giữ vật, có nhiều người mỗi người nó có một cái keo kiết nào đó, thì từ từ cái thí tâm á nó làm cho những cái tính nó giảm hết. Thì đối với Phật giáo Đại thừa mình nhớ một điều này này, là mình khoan hẵng làm điều gì hết, mình phải giảm những cái chướng ngại của nó trước rồi hãy làm nó xong. Nếu mình muốn bố thí á, thì mình phải hãy làm cho cái tính keo kiết ở trong con người của mình nó giảm thật nhiều đi, giảm cho đến cái mức mà nó còn rất ít lúc bây giờ mình hạn hạn bố thí. Thì cái lúc đó mình bố thí với một cái tâm rất an lạc, chứ không phải bố thí xong tiếc ngẩn tiếc ngơ về nằm ngủ được. Nhưng mà đó, thì chứ đừng có vội vã mà hành, vội vã mà hành rồi nó sẽ chán nản bỏ, bởi vì cái tâm bần tiện của mình nó còn nhiều quá, mà mình đi mình hành á thì nó sẽ thành một cái sự mâu thuẫn, và mình làm Phật pháp mà nó thành nó phiền não. Thế nên cái giai đoạn thập tín này nó là chuyện ở trong tâm hết á. Thì lúc bây giờ á, cái giới của mình lúc đó là mình không có bị chao động với cái thí nữa, với sự bố thí nữa, và coi như là mình có được cái tâm giới tự động, chứ mình không cần phải học giới ở nơi nào hay học giới ở đâu hết. Và có thể nói cái giới này nó đi liền với thí, cái thí tâm nó là một cái rất mạnh, cái tâm nó tâm thí nó nhờ cái tâm giới mà càng nó càng mạnh, nó càng hoan hỷ thêm. Thì từ từ cái giới tâm như thế nó trở thành cái hộ tâm, hộ là bảo vệ che chở. Thì lúc đó cái tâm mà đại thừa của mình, cái tâm bồ đề của mình á, nó chắc chắn, nó vững chắc, và coi như là nó là một cái, nó trở thành một cái tâm để hộ cái pháp đại thừa, hộ vệ pháp đại thừa.
Còn thường thường cái tâm của chúng ta hiện giờ á, là phải nhờ cái bên ngoài hay nhờ một ai đó hộ dục, lâu lâu là thối tâm, lâu là phải như đây thì lâu lâu có chị Trang hộ dùng, kêu điện thoại thúc giục là hộ dùng cái tâm của mình. Nhưng lúc đó cái tâm mình á, nó tự nó bảo vệ cho nó, tự nó vững chắc đến mức nên gọi nó là hộ tâm. Nhưng cái hộ đó chính là do nó có giới, nó có thí, thành ra nó có thí nó mới có ý nghĩa của đại thừa, nó có giới nó mới giữ chắc, rồi nó giữ chắc đến mức độ mà vững vàng ấy, thì là gọi là hộ. Thành ra cái tâm của mình trở thành là tâm pháp, thì lúc đó là gọi là hộ tâm, tức là giữ vững một lúc cả chín cái tâm kia nữa, từ đó nó trở xuống. Thì dĩ nhiên có thí như thế là do cái tâm mình an định, nó định ở trong cái tín tâm đại thừa, tức là nó có cả định tâm, nó có cả huệ tâm. Định là nhờ có huệ, biết rõ cái nào là đại thừa, cái nào phải đại thừa. Rồi huệ đó là nhờ có niệm, niệm đó nhờ có tinh tấn, tinh tấn đó là nhờ có tín. Thành ra khi cái hộ tâm á, mà nó vững rồi thì cả chín cái tâm đi trước nó, kể cả nó thì tám cái trước nó, với lại hai cái tâm sau, bảy cái trước với hai cái sau nữa sẽ được giữ. Nhưng mà hai cái sau thì nó sẽ nói sau này. Khi mà tâm nó vững như thế rồi ấy, cái tâm đại thừa nó vững thế rồi, nó nằm yên không? Đâu có nằm yên, bởi vì nó là cái gốc để phát sinh mà. Thành ra nó sẽ chuyển thành cái nguyện tâm. Và cái này là thực sự nếu chúng ta làm thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được là nó có những cái nguyện nó phát ra tự động, mình nó phát ra mỗi khi mình có thể nói là cái tâm mình mà nó khế hợp với Phật pháp đến giai đoạn nào á, thì tự động nó có phát những cái nguyện rất mạnh. Nhưng mà nếu mà mình đi đúng theo cái con đường này ấy, thì cái nguyện nó mới vững chắc hơn. Thì lúc đó là phát nguyện đây ấy, thì thông thường đó nó là phát tứ hoằng thệ nguyện. Lúc đó không phải là mình phát bằng cái miệng, cái đọc theo cùng nhau đọc theo thầy ở chẳng hạn, mà từ cái tâm mình nó thấy nó thích và nó thấy rõ là cái nguyện nó có ích lợi cho nó. Bởi vì khi cái tâm mà khi mà nó muốn về đại thừa, cái tâm nó mở rộng ra đối với tất cả chúng sinh, cái tâm nó cần một cái nguyện, cái nguyện nó trở thành cái ý chí của mình. Đó. Con người có ý chí thì tự nhiên nó là thành cái năng lực. Như một cái đứa học trò nó có cái ý chí, nghĩa là phải thành bác sĩ chẳng hạn vậy, thì nó sẽ có cái năng lực để học bác sĩ. Cái năng lực đó sẽ giúp cho nó học được và giúp cho nó chống lại những cái cám dỗ của bạn bè đời sống để nó học hành, cái chống lại ngay cả những cái khó khăn của đời sống của riêng nó nữa. Thì cái nguyện tâm đó, nó làm cho tất cả những cái tâm kia sẽ trở nên có một cái năng lực. Vì vậy nên bắt đầu lúc đó trong tâm của mình đó, nó thích nguyện. Tại vì khi mình có một cái tâm nào mình đã thích thú, mình đã muốn rồi đó, thì cái tâm đó nó được vững chắc chừng nào mình hoan hỷ chừng đó, nên mình sẵn sàng phát nguyện. Và tự động không phải chỉ đúng là tứ hoằng thệ nguyện, mà cái nguyện nó ra một cách theo nhân duyên của mình, nhưng mà cái nguyện nào nó cũng khế hợp cái tứ hoằng thệ nguyện hết. Ví dụ một người đi làm bác sĩ lúc đó sẽ nghĩ là sẽ phát cái nguyện, khi mà cái tâm đại thừa nó mạnh rồi đó, nó thành hộ tâm, cái phát nguyện nguyện là làm sao cho tất cả chúng sinh được an lạc, không có bệnh hoạn. Nhưng mà nó khế hợp với tứ hoằng thệ nguyện ở chỗ là dù là cái bệnh này nó có vô lượng vô biên, nó có bất tận, dù là chúng sinh có bất tận đi nữa, mà mình vẫn sẵn sàng hành cái đó. Và trong cái nguyện như vậy ấy, mình luôn luôn thấy là mình sẽ là cái người trách nhiệm cái nguyện đó. Thì như vậy gọi là nguyện tâm. Thì khi nguyện tâm nó phát rồi như thế ấy, thì dĩ nhiên cái sau cùng hồi hướng tâm là dĩ nhiên rồi, vì trong cái nguyện tâm đó là nó về tất cả chúng sinh. Thành ra cái điểm hồi hướng sau cùng đấy là cái hồi hướng đối với Đại thừa Phật giáo hết sức quan trọng. Nó bao giờ nó cũng được đặt ra sau cùng hết. Cái sau cùng như vậy để ngăn chặn tâm chấp ngã, cái tâm tham ái của mình. Tại vì cái tâm chấp ngã của mình á, nó làm bất cứ cái chuyện gì, cái cuối cùng bao giờ nó cũng quy về nó hết á. Bây giờ quý vị nghe pháp xong rồi cái nó quy về đâu? Cái những cái lực của nghe pháp chẳng hạn như vậy, cái ảnh hưởng á, mà mình nghe pháp nó quy về đâu? Nó quy về cá nhân mỗi người. Nghe xong cái thì cái mà Lộc biết trước tiên, thế là ví dụ Lộc thấy tỉnh táo,
hay Lộc thấy như thế nào đó. Tức là chính là nó quy về mình, nó không có quy về đâu hết, nó không có nằm giữa lưng chừng. Đối với lại tôi thì nó quy về tôi, đối với mỗi người thì nó quy về người đó. Những gì mà chúng ta họp nhau ở đây, chúng ta làm đây, như tôi nói cái gì nghe, thì cái ảnh hưởng của nó sẽ quy về từng cá nhân một, quy cả về tôi và cả về quý vị nữa. Thì như vậy nó là cái gì, là quy về như vậy, đó là cái tâm chấp ngã của mình. Tại vì cái ngã bao giờ nó cũng lấy nó là trọng tâm hết, thành ra tất cả những cái gì diễn ra thì nó quy về nó. Thì khi nó quy về nó, nếu mà nó thiếu cái nguyện là hồi hướng tâm á, thì đại thừa hay gì gì chăng nữa rồi nó cũng quy về là tôi hết á. Thành ra cuối cùng hết nó phải có cái hồi hướng. Đấy, biết rằng là cái ảnh hưởng đó là một cái công đức, nó quy về bản thân mình, là coi như cái công đức nó về mình. Ví dụ mình nghe giảng pháp, mình hiểu, nó có trí huệ, trí huệ nó quy về cái ngã, và phải từ cái ngã đó mình hồi hướng ra cho chúng sinh. Thì như vậy cái tâm hồi hướng này nó giữ được cho tất cả mọi cái tâm trước của mình ấy, nó trở thành đúng nghĩa là đại thừa. Và cái hồi hướng nó trở thành một cái ý nghĩa rất mạnh. Trước khi mà chúng ta vào cái thập địa Bồ Tát để thành Phật á, là cái giai đoạn thập hồi hướng. Giai đoạn đó là mình hoàn toàn không có gì cho mình hết á. Cái gì cũng nghĩ đến chúng sinh, tất cả mọi việc làm đều nghĩ đến chúng sinh. Thì như vậy đó là tâm hồi hướng. Thành ra cái hồi hướng tâm thì ở đây chúng ta đã thấy rõ trong 10 cái thập tín, tức là trong 10 cái tín tâm này, mà xuất phát từ tín tâm, 10 cái tâm này thì nó đã chứa sẵn những cái mầm mống để mà rồi nó phát ra là thập trụ, nó phát ra thập hạnh, nó phát thập hồi hướng. Tức là mình bắt đầu bằng cái tâm mình thích thú trước, mình sẵn sàng, mình muốn làm cái chuyện đại thừa trước, rồi từ cái chỗ đó rồi mình sẽ làm. Thành ra nếu mà ban đầu hết mà mình không xây dựng cái tâm này, mình không có hành pháp được, không có hành, nhất là đại thừa hay tiểu thừa gì mình cũng hành cũng được. Với tiểu thừa thì mình phải có cái thích thú, cái giải thoát, mình phải chán ngán cái đời sống, mình phải muốn giải thoát hoàn toàn, phải thích cái đó, rồi mình xây dựng cái đó vững chắc, rồi mình mới hành đạo được. Thế đại thừa là mình phải xây dựng trước cái thập tín này, cái tâm mình thích về từ bi và trí huệ Đức Phật, xây dựng cái đó, tinh tấn trong đó và niệm trong đó, huệ định gì cũng trong đó hết, cho đến nó mạnh, cho đến khi mình thích thú như vậy rồi từ từ sẽ làm. Nên nói về đại thừa thì nó rộng, nhưng mà cái đối với cái thực tế ấy, mà mình muốn đi theo con đường đại thừa ấy, thì mình phải bắt đầu xây dựng bằng thập tín trước. Trở lại đầu tiên, giờ tóm tắt lại thôi, lòng tin. Thông thường nói tin vào Tam Bảo đó là cái nói chung, nhưng khi mà hỏi là mình muốn thực hành con đường nào, nếu mình muốn thực hành đại thừa thì tin vào Tam Bảo ở đây, tức là tin vào Phật đại thừa, Pháp đại thừa, Tăng đại thừa. Tăng đại thừa là các vị đại Bồ Tát, Pháp đại thừa là Pháp của Bồ Tát. Phật đại thừa thì thông thường chúng ta có tu rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là Phật của đại thừa, nhưng mà bởi vì Ngài có thuyết giảng về tiểu thừa, Ngài hướng dẫn con đường tiểu thừa, nên coi như là của chung. Nhưng mà một cái vị mà Phật mà coi như phổ thông nhất, đó là A Di Đà Phật. Đó là một vị Phật đại thừa. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta tin tưởng. Rồi tin tưởng vào Phật không phải tin tưởng vào một cá nhân nào, mà tin tưởng vào đức hạnh, trí quang của Đức Phật, trí huệ và từ bi của Đức Phật. Thì đó là những cái mà cái con đường mình hành mình làm. Thì trở lại nữa là nhỏ bé thôi, thì mình trở về với từng cá nhân, với lại đời sống của mình. Thì như tôi cũng thường hay có dịp nói, thì tôi cũng thường nhắc nhở, thì cái đại thừa đầu tiên là cái tâm đại thừa đầu tiên là mình phải lưu ý đến cái liên hệ của mình. Vào chùa thì mình liên hệ với các đồng bạn trên, là mấy thầy dưới nữa, là có những vị Phật tử nhỏ bé hơn. Ở trong gia đình thì liên hệ với lại vợ chồng con cái, liên hệ với nhau, vào sở thì nó cũng có những liên hệ với chủ, với đủ thứ hết. Thì trong mỗi một cái liên hệ như vậy là mình phải có cái lưu tâm. Mình lưu tâm ở đây nó không phải là, nếu mà mình theo bên tiểu thừa mình có thể lưu tâm để diệt cái tiền não đi, nhưng mà cái lưu tâm của đại thừa là cái lưu tâm là làm ích lợi cho những cái người có liên hệ đó. Thì làm như vậy là làm theo khả năng của mình. Và chúng ta phải nhớ
Trong khi thực hành như vậy thì cái điều quan trọng nhất là đừng có coi thường những cái ý tưởng nhỏ bé. Cái ý tưởng nhỏ bé mà ý tưởng xấu á, nó cũng về sau này nó sẽ là cái nhân để thành một cái quả xấu rất lớn. Mà những cái ý tưởng thiện á, thì nó lại thành ra là cái quả thiện rất lớn. Thế nên mình chỉ cần nghĩ một cái ý nghĩ tốt thôi, mình cũng biết quý cái ý nghĩ đó. Mình đừng có nghĩ là ý nghĩ nó có ăn thua gì đâu, thế nên việc gì tôi phải nghĩ tốt với ai. Nhưng mà mình nên nghĩ tốt, mình nên nghĩ thương, nên nghĩ tha thứ nếu người ta làm mình phiền, nên nghĩ nhẹ nhàng, nên nghĩ thay đổi một chút. Chúng ta Phật tử bao nhiêu năm, từ trong bụng mẹ ra rồi ông bà cha mẹ theo đạo Phật rồi, mà nhiều khi chúng ta có nhiều cái chúng ta không nhận thức được. Bằng là tôi thấy một số người Tây Phương, có một cô tài tử đó, thì cô ta năm nay chắc năm mấy tuổi rồi, cô là một tài tử cũng nổi tiếng, có tài lắm, đóng rất hay, nhưng mà có lẽ không có nhiều phim gì mấy. Người Mỹ và bây giờ chuyên môn đi giảng các nơi, cô ta giảng về đạo nhưng mà không có phải là đạo nào hết á, không phải là đạo Phật, không phải đạo Ấn Độ, nhưng mà cái tinh thần nó là của Ấn Độ giáo, và nó có một cái số nó trùng hợp với lại tinh thần của đạo Phật, nhất là đạo Phật Đại Thừa. Thì cô ta cũng đi học các nơi, đi tự nhiên cái khi mà bắt đầu lớn tuổi chút thì thích tìm tòi về cái đó, tại vì trong đời sống nó trải qua nhiều cái, bắt đầu đi tìm học nhiều cái, thì bây giờ là viết sách và đi giảng như vậy mà vẫn tiếp tục hành nghề. Vừa rồi như có mấy tháng trước gì đó, có qua Pháp hay ở đâu, có đâu có trình diễn, vì cô đó vừa là tài tử cine mà vừa là ca nhạc múa kịch nữa. Thì giờ cô đó là có thể nói người nó mà sách, mà mỗi lần đi giảng vậy cũng cả ngàn người nghe. Mà giảng nói chỉ để sống thôi chứ không phải là đạo thuyết cái gì đặc biệt hết. Thì cô cũng nói có một lần có một vụ kiện, nhưng mà cô ta mới nói, cô ta bảo khi mà mình thay đổi cái tâm tưởng của mình về người ta thì tự động cái thế giới này nó thay đổi. Thì cô có nói một câu cũng bằng là hồi xưa xưa nay á, là có lẽ đó là cái chung của người Mỹ, là họ muốn thay đổi cái thế giới này, và họ tìm cách thay đổi cái thế giới này trở nên cái gì theo như ý họ, vui, tốt đẹp, vui. Nhưng mà từ khi mà cô mà cũng như là tìm tòi về tâm linh này nọ thì cô bảo thay vì là tôi cứ bị phiền não với cái tâm tưởng là thay đổi thế giới này á, thì tôi bắt đầu trở sang một cái giai đoạn khác, một cái vị thế khác, là tôi thấy ra được cái năng lực nó nằm ở bên trong con người tôi. Thì cô mới nói rất nhiều những cái kinh nghiệm đời sống. Thì cô ta nói là có lần đó kiện như vậy thì cô cũng nổi sân lên, tại vì cái anh chàng đó kiện một cách phi lý, cũng như là đòi tiền cô ta cách phi lý, cô không nói rõ ra là gì hết. Thành ra cô mới bảo là nhất định kiện cho đến cùng, và cô chắc chắn là thắng bởi vì cô nhiều tiền hơn. Kiện cho đến cùng, nhưng mà tự nhiên rồi cô bảo trong một đêm, trong một cái lúc đó cô nghĩ lại, và cô cảm thấy cái hành động mình nó tranh đấu với con người ấy, và cô cảm thấy như là không đúng, và tự nhiên cô phát sinh cái tâm như là chịu thua, là thôi kệ, cái anh chàng nó đòi như vậy thực ra đối với mình nó cũng chẳng chết chóc gì, phải cho nó đi cho rồi. Cô nghĩ như vậy, tức là cô thay đổi hết cái nhìn của cô về cái anh đó, cô không bực bội, không ghét, cô không nghĩ là phải chiến thắng, cô không thâm thù nữa. Và cô bảo là khi mà tôi đến, tôi nói với ông luật sư của tôi, bảo tôi bãi bỏ cái vụ đó, và anh ta muốn đòi nhiều thôi kệ, tôi bằng lòng cho. Thì tất cả cái anh luật sư nó ngạc nhiên vô cùng, tự nhiên cô này bỗng một đêm thay đổi hết. Và cô bảo bởi vì khi mà tôi đổi cái tất cả những ý nghĩ, cái tâm tưởng của tôi đi, thì tôi thấy con người của tôi nó an lạc vô cùng, con người của tôi nó thoải mái, và tôi cảm thấy tôi sung sướng. Thành ra khi cô ra cô nói như vậy, anh kia không hiểu, cô bảo tôi không giải thích cho anh được đâu, nhưng mà thôi kệ. Thế thì tự nhiên cái anh chàng mà đi kiện cô á, anh nó cũng thay đổi luôn. Thành ra đó là một cái, những cái kinh nghiệm của cô ta cho thấy như vậy. Anh ta cũng thay đổi luôn, và anh ta đến, ta nói là thôi bây giờ tôi không có cần đòi gì nhiều hết á,
và cô cũng chẳng cần phải kiện thêm gì nữa hết, tôi chỉ cần một số ít như thế thôi. Thì đó là cái kinh nghiệm chẳng hạn, như trong đạo Phật thường nói, thí dụ như là mấy thầy cũng thường dạy, tôi thường mở thí dụ chúng ta có việc buồn gì, nhiều khi chúng ta đổi cái tâm tưởng của mình đi bằng cách mình niệm Phật hay này nọ hả? Tại mình có những cái tâm tưởng như vậy, mình có những cái lòng tin như vậy rồi, mình dựa cái lòng tin nó để làm gì vậy, để trong những cái lúc như vậy, tất cả cái đời sống này thực sự cái gì làm chủ, cái tâm thức nó làm chủ. Tại vì vui buồn rồi biết thế này biết thế nọ, biết đây là sướng, biết đây là khổ, biết đây là thích thú, nó cũng là tâm. Mà cảm giác vui buồn nó cũng là tâm, mà thương ghét nhau cũng là tâm. Có ai mà dựng hai cái xác chết dậy nó có cái chuyện thương nhau này nọ gì gì đâu, nhưng mà nó có cái tâm thức trong đó thì nó mới thành ra đủ vậy, thương ghét vui buồn ấy, thành ra cái tâm thức nó làm chủ thế giới này. Thế nên khi mình chuyển đổi, nó chính là mình chuyển đổi thế giới này, chứ không phải là mình làm cái gì bên ngoài đâu. Thành ra đó cái vấn đề đó là cho mình thấy là thực ra đạo Phật là thấy rõ cái đó rất nhiều, không gì hơn hết đó. Đạo Phật thấy cái đó rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu mà mình có cái lòng tin là mình thực hiện thì nhiều khi mình mới thấy được, và từ từ cái tâm của mình nó mới ổn định, nó mới lắng đọng. Cái tâm mình nó bất định bất an giữa thế giới này là bởi vì mình bị ở trong đó, và mình có chấp ngã và mình có những cái thích thú riêng của mình, thành ra mình bị thế giới này nó chi phối. Mỗi người có cái thích như vậy, thành ra cái thế giới tâm thức của cái thế gian này nó trở thành một cái chỗ tranh giành. Nhưng mà khi một con người nào phát được đại thừa tâm á, tức là sống sống cho thế gian này á, thì người đó sẽ đạt được cái định và cái an lạc vô cùng. Thì cái chuyện đó, bản thể của tâm mình nó là như vậy rồi, nó không phải là cái chuyện khó làm, và cái chuyện mình có tin và có dám làm không. Thì Đức Phật cố gắng nói và thuyết phục để cho mình tin và mình dám làm cái điều đó. Đó là chúng ta học về đại khái về cái giai đoạn đầu tiên của Đại Thừa Phật Giáo. Và ngày mai thì có lẽ sư ông Minh Tâm sẽ có một buổi, nếu thầy vậy thì thấy lại đi mất rồi, thấy bận công việc đi, thành ra nếu nữa thì có lẽ thì có thể hoàn tôn hoặc thầy Minh Tâm nữa ngày mai. Một bây giờ là bắt đầu đến giờ rồi, còn 1-2 phút nữa thì 10:30 nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi một chút rồi lên ngồi thiền, thiền sau đó đi nghỉ. Đọc Phật, chúng ta ngồi tại chỗ hồi hướng.